chiêng pi nòng hạc sườn, tháp mương luẩn men cổng trình chiên lang, bền bón cống sơ đầy dần bay cuồng phồng, lần xưa men po me côn lao rủ xã mương luẩn, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cống sơ hiểm bày, té châu té đài ma, tháp đầy tảng tánh nàng bàn mương luẩn nưng, đầy le xương thánh thân cung cuồng, bảy chè luông trung yền rền sáng hở po me bản khuống. Ỷ có men bón po me côn lao lưng bốc chưa tọp hôm ỉn muôn khẩu nha mư lễ mư trường mưng khẩu mở. Giờ mình vẫn cầm lại chỗ mà sao mà hát quá. Xung khỏi nghi nham bày giảm cảnh sọ hù ma tháp mương luẩn dỗ bản mương luẩn nưng xã mương luẩn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên. Tháp đầy tảng tánh cách nỉ cài xí hồi bì văn lại đầy áo ngòi cánh phòn qua sai tảng tánh. Tháp đầy búc tảng khẩn dùng giáo xếp hà thưa bền hún môn xí bịch đầy bàn bền giảm ngon chính. Tiền tháp đầy bản ngòi xây môn xí bịch phái nọ chống vây quảng giao côn khe mà dử giảm bứng le mi thể bày ma òm tiền tháp. Càng tháp đầy khiến hún lai bo cánh hún tốm ngựa tốm ngu phải tháp đầy tràng mưa khiến từng nòi hún lai bo hún tốm ngựa tốm ngu le chăn lao tà. Lần xưa nặng tiền tháp đầy bẩn khiến hún lai bo tay hảo anh khắm mạ lá y đầy le men con hiểm bảy tháp. Ý mình không mi quấn đạo tháp cho tham quân thảo quân kế thảo tất châu rồi em ủ như vậy mình hoi nung ship pi nên cho mà tham em ủ và ô bố hu khi này ai bố hu lại ma của ma hiền nhớ ma của ô ma hóa hiền vậy đó và nên cho quân thảo quân kế thảo thầu sơ nhất của mình thầu anh là chú bạn là bờ có bố đấy giờ là sĩ trẻ anh mi hún một côn côn nó cả bất chư một côn mà nó biến nó nhưng mà nên đó là mình bà vợ mất thứ rồi mình bà đất ba là lặng cùng ngó rồi ở đâu chơi là mi bực lại khẩn đây nó tạo mình xàm bực ở vậy là mình hòa đây nó sòng phương đó mi từ sự từ mi từ xưa ở bảo yếu mình vợ mất thứ mình ba là lặng cùng cầm mất thứ sau dịch quan sau mi đối các bà mẹ côn lao dù mương luẩn tháp mương luẩn men cổng trình chiên lang văn kiều các đôi kiểu rú văn hóa khòng bà mẹ tháp mương luẩn đẩy bà mẹ dần bay dưới nỉ le men thánh thân lưng bảy trẻ bà mẹ bản cuống cùng cuồm bà mẹ lưng hảo khẩn diệt dườn đẩy ma đẩy mua tòi thầu khến chù côn pom le tháp nỉ men bón cống sơ hiểm căm bảo mi phờ hầm nhầm tạp tỏi bòm nằm lộn nòng côn lao xuống mông luẩn con chư bảy bồ đồi bòm mắc cá tháp nhung bảy tẩy hường cắp lăng phở môn tẩy thánh thân phỉ sàng hiểm bảy lưng hảo khẩn bảy men bóng lòng men tang dệt lèo đỉ nang vịa đẩy rào nọ men bón chiên lang lưng đẩy bòm mê mê nhung bảy tẩy hường tháp mông luẩn nhăng vào khẩn của chờ ca sàn càng bòm mê chu chừa côn hỏng kiên cạt việt lao nếu mặn vì bườn chươn khắp khỏi mết bày bò mè côn lao có lưng nếu chưa lụ làn bày chè tháp khai nì bò mè côn lao kiển rú nàng xí bàn khỏng xám mưng luẩn to chằm xàm xít vất hoi dần bay cuồng xã làm kỳ mỏi nham mua xuân tàu bò mè côn lao lưng búc chi bàng xiền bàn nàng tìm tháp phấn môn pha phồn đế chọc chân việt diện đẩy ma đẩy mưa bò mè kiểu rú ốm ỉnh kín po nỏ bòm cuồng hương muốn mưng vòng phảng hồi xiềng còng xiềng cống tí kem muôn giòn của bài tòi chú bay khắp bay xe trên lang bò mè vòng khắm mưa muôn giòn xe văng lăm vòng vân nựa ỏm bưng tìm tháp chu đồi trai bảo như xào cánh bò mè bản cuồng vòng cằn in muôn khắp xe mét xám mừ xám cưng đối với xã Mường Luân huyện Miền Đông nó mới là xuống khỏi cái tháp Mường Luân
Đối với tháp đó mình cũng là một cái di tích lịch sử, cũng là khu di tích tâm cái văn hóa của dân tộc Lào. Xuống khỏi đó mình cứ lưu giữ, mình đối với các tháp này xuống khỏi hàng pì đó mình tổ chức như thế hội là khẩu hó này, xe này, mặc muôn này, hoặc là các tổ chức các thể thao đối với giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Lào. Đặc biệt ở hàng pì đó mình xuống khỏi cứ tổ chức để khẩu hó dân tộc Lào, thì pì là xuống khỏi cứ dệt và lưu giữ. Đặc biệt mình tổ chức muôn mình mất muôn ở tháp thì tháp Mương Luân đầy bốc tằng bền sau môn xí pịch họt gầy cho hốn lai nàng tháp cò nhăng đầy hiểm bày imen cổng trình chân lăng mi ngấn lăng hưởng pì vào khườn nem chăn văn hóa cái hệt không cống sơ khỏng pa mè côn lao vừa xin cấp ủy chính quyền địa phương lưng bổng trờ trên báo giản bay lưng bảy chè cánh bính khầy nên chăn phản hóa khổng tháp Mương Luân. Đối với xuống khỏi đó mình đối với xã xuống khỏi cũng rất là quan tâm, đặc biệt đó mình xuống khỏi cửa kêu gọi ế các nhà đầu tư hảo tâm, đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền để mình khôi phục lâu đối với các nhà để thờ đấy. Còn đối với các tháp thì mình xuống khỏi cửa đầy để tôn tạo đấy. Còn đối với khai đó mình xuống khỏi mình cũng đang kêu gọi sắp tới để mình sẽ để đảng với là cái công ty xí nghiệp quan tâm để mình sẽ xây thử cứ hơn là việc là thắp hương đấy, trưng bày đâu cấp đối với đồ cổ thì cháu mình ở Hải Nông Hóc Bảy Ma là mình hao lưu giữ lại các dân tộc đối Phật Lao được sáng Mương Luân. Khảm cài lại gian nham tháp Mương Luân vào khừng của trời ca sàn cảng pa mè côn lao các pa mè chùa chừa côn rú phòng sàm luồn khổng huyên Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên hỏng kiên cạt nỉ đẩy vào khừng lông cài chùa luông hiểm bày cánh bánh khầy nên tràn ngân lang khổng tháp Mương Luân dần bay dối nỉ cò đàng chóng trâu bòm hôm hanh mà pe dưa dườn cảm khỏi cát tung ướt xa nho xuống đôi kiểu dữ có phong phân tảng tánh quê hương mưa hương hàng mi đi đầy.